Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ra quyết định công nhận tiến bộ kỹ thuật quy trình nhân giống cây dừa sáp bằng kỹ thuật nuôi cấy phôi hữu tính của nhóm tác giả Trường Đại học Trà Vinh. Cục Trồng trọt giao Trường Đại học Trà Vinh, nhóm tác giả và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn phổ biến tiến bộ kỹ thuật này để áp dụng vào sản xuất. Đây là quy trình được xây dựng trên cơ sở các kết quả nghiên cứu khoa học của đề tài cấp bộ, nghiên cứu nhân giống dừa bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào và kỹ thuật thâm canh dừa trồng giống nuôi cấy mô. Quy trình nuôi cấy phôi dừa sáp được chia thành 4 giai đoạn, gồm chọn quả đủ tuổi lấy phôi, tách khử trùng phôi và cấy vào môi trường tạo chồi, tách màng bao chồi mầm, cấy chuyền tạo rễ, tạo ngôi cây ngoài vườn ươm, thay chậu bổ sung cơ chất, chăm sóc cây đạt tiêu chuẩn cây giống. Tỷ lệ nhân giống thành công khi áp dụng quy trình khoảng 63%. Thời gian từ đưa phôi dừa vào môi trường tạo chồi đến khi cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn từ 12 đến 14 tháng.